Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là chia sẻ cái vị trí của chúng ta hiện tại ở trên Google Maps, hoặc là chia sẻ vị trí online của chúng ta đang di chuyển ở đâu trên Google Maps cho bạn bè của chúng ta ở trên Zalo, hoặc là trên Facebook, hoặc là trên số điện thoại nha. Thì để làm điều này, các bạn hãy mở cái ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên. Đó, mở ứng dụng Facebook của bạn ở trên điện thoại lên. Xong sau đó là các bạn tìm vào cái dấu gạch ba chấm ở phía trên góc bên trái màn hình điện thoại của các bạn. Thì để làm được điều này á, để mà chia sẻ được cái vị trí của các bạn ở trên Google Maps á, thì đòi hỏi là các bạn điện thoại của bạn phải có wifi hoặc là 3G nha. Và các bạn phải bật cái chế độ là vị trí của bạn lên ở trên Facebook, ở trên điện thoại Android hoặc là trên iOS thì các bạn đều phải bật, ở trên iPhone á thì các bạn đều phải bật cái vị trí của bạn lên nha. Rồi bây giờ mình đã bật vị trí của mình lên rồi và điện thoại của mình đang xài 3G nhưng mà sóng nó hơi yếu một tí nên là load nó hơi chậm, các bạn thông cảm cho mình tí nha. Rồi sau đó các bạn chạm vào cái nút ba chấm dấu gạch ngang nè, cái dấu gạch ngang ở phía trên có bên phải nè, đó các bạn chạm vào dấu gạch ngang ở phía trên có bên phải. Xong sau đó các bạn nó sổ cái cửa sổ này mới hiện ra thì các bạn chạm vào cái chữ là chia sẻ vị trí nè, các bạn chạm vào cái chữ chia sẻ vị trí ở trên cái dòng này, các bạn kéo từ xuống và bạn dò đến cái mục là chia sẻ vị trí nè, các bạn chạm vào chữ bắt đầu này. Rồi sau khi mà chạm hiện thị lên cái chữ bắt đầu này thì các bạn có thể chọn cái giờ nè, chọn cái giờ để các bạn chia sẻ cái vị trí của bạn trong vòng bao lâu, 1 tiếng, 2 tiếng, hoặc 3 tiếng, hoặc 4 tiếng, tùy các bạn. Các bạn nhấn vào dấu cộng ở đây để các bạn chia sẻ cái giờ cho người ta, hoặc là các bạn chạm vào cái phần dưới là cho đến khi tính năng này tắt tính năng này, có nghĩa là khi các bạn thoát không xài cái Google Maps nữa thì các bạn sẽ không chia sẻ vị trí cho người khác, và các bạn có thể chia sẻ vị trí thông qua số điện thoại nè. Đó, các bạn thấy không? Thì cái khi mà các bạn chạm vào một cái tên nào đó ở đây thì người ta sẽ chia sẻ, gửi tin nhắn đến cho cái tên của những cái người này ở trên điện thoại nè, thông qua số điện thoại nè, hoặc là các bạn gửi tin nhắn thông qua, gửi chia sẻ vị trí thông qua Zalo nè, hoặc là Messenger nè, đó rất là hay luôn, hoặc là chia sẻ lên trên cái new feed của các bạn ở trên Facebook nè, hoặc là chia sẻ lên trên thông qua Gmail. Đó, rất là nhiều cái cách để mà các bạn có thể chia sẻ cái vị trí. Ví dụ như bây giờ mình chọn chia sẻ thông qua Zalo như vừa nãy nha. Rồi, mình chọn chia sẻ thông qua Zalo nha. Ok, thì nó chuyển sang Zalo. Và các bạn có thể chia sẻ qua Zalo cho tên của những cái bạn bè của bạn. Đó, tên bạn bè cho cái người nào mà các bạn muốn gửi. Đó, các bạn có thể tìm kiếm tên và gửi cái tên, cái vị trí cho cái người đó. Hoặc là các bạn gửi vào trong nhóm đi. Ví dụ mình gửi vào trong cái nhóm gia đình này của mình. Rồi, tích chọn vào đó và có cái dấu hiện tích màu xanh lên, các bạn tích vào từng ô này là chọn cho người đó và các bạn nhấn chữ gửi, thì nó sẽ gửi cái vị trí của bạn. Khi mà người ta nhấp vào cái phần này thì nó sẽ hiển thị cái vị trí của bạn lên cho người ta xem để tìm, để thấy các bạn rất nhanh hơn. Đó, rất là hay luôn. Thì cái cách này rất là hay cho những người mà bị mù đường hoặc là không biết đường đi. Đó, chia sẻ được vị trí như thế này thì người ta sẽ biết được, tìm được đường đến nhanh hơn. Ok, thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về cái cách để mà chúng ta có thể chia sẻ cái vị trí của chúng ta ở trên Google Maps lên Facebook hoặc là Zalo, đến đây là hết. Nếu thấy video này của mình hay thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và xem thêm video khác để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác hay hơn.